Tại nhà thi đấu Phú Thọ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt đặc sản vùng miền như nem chả Long An, hạt điều Bình Phước, hải sản khô Tây Nam Bộ, chả bò Đà Nẵng, hơn 500 gian hàng tại hội nghị kết nối cung cầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã thu hút khá đông người dân đến tìm mua. Theo ghi nhận, các gian hàng được chia thành nhiều khu vực theo tỉnh thành đã giúp nhiều người dân dễ dàng lựa chọn trải nghiệm mua sắm, đặc biệt tại đây Hàng loạt sản phẩm là đặc sản vùng miền như nem chả Long An giá 140 đến 150.000 đồng một kg, trái cây, rượu sen, bánh tét đến từ Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai, trà bò Đà Nẵng 350.000 đồng một kg, bơ bút Đắk Lắk, đặc biệt các loại khô tôm, khô mực, khô cá của miền Tây Nam Bộ có giá từ 120.000 đến 500.000 đồng một kg tùy loại khá hút khách đại diện các dân hàng cho biết để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết nên nguồn hàng được mang đến sự kiện lần này khá dồi dào và giá cả ổn định thậm chí khuyến mãi sự kiện kết nối cung cầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2022 lần thứ 11 có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ 42 địa phương. Mục tiêu chương trình giúp đơn vị sản xuất các tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm nguồn cung cho 12 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vào mùa Tết. Riêng 500 gian hàng sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kéo dài từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 vào cửa tự do.